Chương trình thời sự ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục chuyển đến quý vị một số thông tin giá cả thị trường nông sản thực phẩm đáng chú ý. Mời quý vị cùng cập nhật. Còn gần 20 ngày nữa là đến Tết Trung thu, nhưng thời điểm này hoạt động mua bán còn khá im ắng. Một số điểm bán treo băng rôn các thương hiệu bánh Trung thu như Lan, Kendo tại các đô thị lớn đã để bảng quảng cáo mua một tặng một. Theo khảo sát, giá thấp nhất là bánh dừa sữa sầu riêng 150g, một trứng là 63.000 đồng một cái. Loại đặc biệt, bánh Trung thu Bát Bửu vị cá 8 trứng, giá 680.000 đồng. Mỗi ký xoài mini này có khoảng 15-20 trái, vỏ mỏng, mùi thơm, vị ngọt đậm, giá chỉ từ 40.000 đồng một ký. Giá rẻ ăn ngon nên xoài mút đang nhận được sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng. Tại các chợ cóc, chợ truyền thống, chợ online hay trên các xe thồ bán hoa quả rong đều dễ dàng bắt gặp. Loại xoài mút này có nguồn gốc từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, được nhập về Việt Nam khoảng 7 năm nay. Giá sỉ một thùng 12 kg chỉ từ 200-250.000 đồng một kg, bán lẻ từ 30-70-80.000 đồng một kg, tùy loại đẹp xấu. Giá thịt heo nhập khẩu thời gian qua liên tục giảm, hiện chỉ bằng một nửa giá heo nội nhưng vẫn ế khách. Hiện sườn non nhập khẩu đang có giá 88.000 đồng một ký, chân giò nguyên cái 47.000-50.000 đồng, ba rọi lóc sườn 79.000 đồng, bắp giò heo không xương 51.000 đồng. Mức giá này giảm 36-40% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức giá heo nhập khẩu rẻ nhất từ trước đến nay.